mắt u mắt to u mắt to mà nhìn nó hơi dị chút xíu, nhưng mà một số người thì ví dụ như bên phái nữ thì họ sẽ thấy cái kiểu này nó sẽ đẹp. Đấy, ok các bạn là vậy. Để... tự nhiên nhìn ba mệt quá. Anh em có thấy cái hộp gimbal điện thoại nào mà to như thế này chưa? Gimbal điện thoại ấy nha. Điện thoại này. Gimbal điện thoại này. Ghê gì? Đã chính xác ra nó là combo Smooth 5S và combo nhiều phụ kiện dành cho cái gimbal của điện thoại. Thì combo nó có cái gì? Smooth 5S của hãng Yinjun nha anh em. Tem chống hàng giả nè. Số điện thoại của nhà phân phối là 028 3844 0797, hình như là của bên Kingcom ấy. Phụ kiện trong hộp 1 2 3 4 5 6 7 8. Trước khi sử dụng thì phải kích hoạt bằng app ZI Kami app. Cắt tem. Thẻ membership 1 năm, dây đeo này, gimbal, dây sạc tai C, một cái đèn mini, gimbal, chân, đèn, filter màu, dây sạc, dây đeo, hết rồi. Không hề chạy theo cái xu hướng là nhỏ gọn bỏ túi, mà Yinjun đi thẳng theo cái hướng là chức năng người dùng cần thiết. Nhìn thấy có một sự mạnh mẽ các cái nút to và đưa ra rất là nhiều nút bấm dành cho người dùng set up các cái function, những cái chức năng cần thiết để mà quay phim. Nhưng mà nói gì nói chứ đây, cái kích thước này cũng khá là lớn đối với một cái gimbal dành cho điện thoại. Hồi xưa thì mình thấy là kích thước này thậm chí là nhỏ là bình thường, nhưng mà bây giờ sau khi mà mình bắt đầu quen với việc là các cái gimbal bắt đầu nó nhỏ gọn, xếp gọn lại để có thể bỏ vào túi quần, túi áo hay là những cái túi rất là nhỏ, thì mình bắt đầu thấy là nó bị to. Nó bất tiện trong việc là bỏ vô ba lô. Vì vậy nên Yinjun cho hẳn một cái ba lô rời để mang đi để bảo vệ gimbal cho nó an toàn, cho nó xịn, cho nó pro. Trọng lượng tự thân của con gimbal này này, chưa có điện thoại là đã khoảng hơn 600g, là gấp đôi cái con gimbal O13 này. Nhưng mà thực ra cái cảm giác cầm của mình là mình không có nhận ra được sự khác biệt, bởi vì nó cũng rất là nhẹ, trọng lượng gấp đôi, nhưng mà cái dung lượng pin thì nó gấp 4. Con này 6 tiếng, còn con này được 25 tiếng. Cứ cho là khoảng 20 tiếng thì nó cũng là gấp hơn 3 lần. Thiết kế trắng đen khá là ngầu, mình nghĩ là dành cho giới trẻ, mình thì bắt đầu nên là mình sẽ tìm những cái gimbal nó có màu tiệp tiệp, mờ mờ, mịn mịn, không muốn nổi bật. Nhưng mà giới trẻ TikTok thì khác. Và cái thiết kế tay cầm composite chỗ này này, cái G cầm này nó làm cho mình có một cái cảm giác cầm rất là chắc tay, rất là thích, rất là ôm tay, đi rất là đã. Ngay bên cạnh cái trục roll á, thì nó sẽ có một cái cổng DC out, cổng cấp nguồn ra cho các cái thiết bị như là micro hay là đèn. Còn cho điện thoại thì mình nghĩ là không được, bởi vì là cái điện thoại nó bị cấn cái đầu sạc ở chỗ này rồi nên không cấp nguồn được cho điện thoại. Ở bên hông của gimbal thì có một cái lỗ ốc 1/4 inch để có thể gắn phụ kiện micro này hay là đèn gắn thêm để trợ sáng trong những trường hợp mà ánh sáng những cái đèn tích hợp này không đủ. Smooth 5S tích hợp sẵn một cái đèn công suất 2W có độ sáng 650 lux ở khoảng cách là 0.3m. Ngoài ra thì có thêm được một cái đèn này gắn nam châm, và hay là chỗ là chúng ta có thể gắn chiều đằng sau hoặc là quay lại để gắn chiều đằng trước nếu mà chúng ta quay bằng cái camera trước của điện thoại quay vlog. Mấy cái đèn này độ sáng mấy watt này thì có làm được cái gì, nhỏ xíu, nhưng mà nó sẽ rất là hữu dụng đối với những anh em nào mà làm vlog hoặc là những cái chị em nào mà làm beauty vlog, nói chung là nói quay người tự quay bản thân, quay nhân vật thì nó sẽ rất là hữu dụng. Cái đèn này thì anh em có thể gắn lên tới 2 cái để mà tăng độ sáng, một cái phía bên dưới, một cái bên trên. Tất nhiên cái này là mua rời. Và những cái đèn này thì nó có độ K 5000 độ K cho màu cũng khá là ổn. Và cái CRI, chỉ số tái tạo màu của nó lên trên 90 thì mình nghĩ là nó cũng khá là đủ với cái nhu cầu phổ thông rồi. Tất nhiên là giải pháp rẻ hơn là anh em có thể mua những cái đèn rời to hơn với giá chỉ khoảng vài trăm ngàn thôi và gắn vô những con cái ốc 1/4 inch chỗ này. Tuy nhiên cái bất tiện, cái phiền phức nhất khi mà gắn đèn rời đó là cứ mỗi lần mà mở ra là chúng ta lại phải vặn
mở xong rồi set up đèn các thứ, còn cái mà tích hợp với lại cái có nam châm thì gắn kịch kịch vô luôn đấy. Đấy là giá trị của đồng tiền, sự tiện dụng ha. Dung lượng pin 2500 mAh và quay được 25 tiếng, đấy là lý thuyết. Còn thực tế mình test 8 tiếng rồi nhưng mà vạch pin 8 tiếng anh em, mình đã test cái gimbal ở chế độ demo khoảng 8 tiếng rồi, còn khoảng 1/3 nhân lên thì chắc là cũng phải được xem 24 tiếng, 25 tiếng thật đấy. Nhưng mà có thể là càng về sau thì nó sẽ không có chuẩn lắm, nhưng mà nếu mà hao hụt đi nữa thì mình nghĩ 70-80% thì cũng phải được tới 18-20 tiếng, đúng không? Quá là ghê luôn. Mình nghĩ là cái dung lượng pin như vậy thì thực tiễn thì chắc là rất là ít người sử dụng đến cái thời lượng dài như vậy, bởi vì đa số ai cũng phải sạc điện thoại hàng ngày, sạc các thiết bị điện tử hàng ngày rồi, trừ những cái chuyến đi xa thật là xa thì anh em vẫn có thể sạc bằng những cái pin dự phòng, thì nó sạc nhanh 2 tiếng là có thể quay được 25 giờ rồi. Nên mình nghĩ là cái dung lượng pin 25 tiếng thì là đáp ứng được mọi nhu cầu của tất cả mọi người rồi. À nhưng mà lưu ý với anh em, nếu mà anh em bật sử dụng cái đèn thì dung lượng pin nó sẽ giảm lại ha, 6 tiếng hay 4 tiếng gì đấy nếu mà sử dụng đèn. Gần 13 tiếng anh em. Một nửa cột pin gimbal này. Wow, 13 tiếng và hết một nửa cột pin gimbal. Cũng ra gì vào này nọ phết đấy nhỉ. Thôi test vậy là đủ rồi. Cháy cái điện thoại của mình mất, quay tham lap. Bây giờ mình sẽ đi vào review cho anh em cái phần app và ứng dụng những cái nút vặn, nút bấm, vòng xoay các thứ ha. Mình sẽ liệt kê ở đây ra ba cái app hay sử dụng với gimbal này. Đầu tiên là cái app mặc định, đi theo hệ điều hành mặc định của điện thoại. iPhone cũng có mà Android cũng có, nói chung điện thoại nào cũng có cái camera đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng được một nút thôi, đó là cái nút quay chụp. Bấm là để quay, bấm là để dừng cái quay đó, nút đỏ ở đây. Cái app thứ hai là cái app ZEKAMI, là cái hãng app mà do hãng Jinjun họ phát triển, họ viết ra cái app đó luôn. Vì vậy cho nên đây là cái app chính hãng để sử dụng con gimbal này và sẽ sử dụng được hết tất cả những cái nút ở đây. Tuy nhiên ở đây mình vẫn lưu ý lại một số điều, đấy là trên điện thoại, cái hãng điện thoại họ vẫn sẽ giới hạn lại một số chức năng mà kể cả ZEKAMI cũng không thể làm gì được. Ví dụ như là trên iPhone thì có thể quay được 4K 60 fps, còn lại đa phần thì chỉ quay được ở 4K 30 fps thôi. Và một số nút, ví dụ như nút focus, mấy cái Android thì nó vặn vòng vặn vặn focus được, còn bên iPhone thì lại không có focus được ở trong cái app luôn. Và anh em nào muốn xem chi tiết những cái chức năng mà gimbal này nó phù hợp nhất đối với cái điện thoại nào thì anh em xem cái link này, có cái tài liệu đầy đủ danh sách những cái chức năng phù hợp, ví dụ quay, chụp, zoom các thứ thì anh em xem nha. Ok, quay lại với những cái nút chức năng của trong cái app ZEKAMI. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là cái vòng và cái nút ở đây. Nó có chức năng là focus và zoom. Đây, cái vòng này mình sẽ thấy chữ focus này và chữ zoom. Thì sử dụng ở trong app thì mặc định của nó là zoom này, zoom out, zoom in. Đó. Và mình ấn vào cái nút ở giữa này để chuyển đổi qua lại giữa focus và zoom. Ấn vào cái nút này. Tuy nhiên ở trên iPhone thì nó chỉ có zoom được thôi. Tiếp đến là cái hệ thống nút bấm ở đằng trước và bên hông, thì chúng ta sẽ có nút nguồn này và một nút function. Function này thì đối với các camera bình thường thì bấm vào nó sẽ là camera quay trước và sau. Tiếp theo là nút quay này, chụp này, và nút mode. Nút mode này anh em để ý nhá, ở đây là các cái mode này. Bấm mode một cái nó nhảy qua mode lock này, lock, mode follow. Đó, bấm hai cái thì nó trả về, còn bấm liên tục thì nó sẽ đi một cái vòng luân chuyển luôn. Thấy chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có 5 nút bấm menu này, nút qua trái này, qua phải, trên, dưới và một nút ở giữa nữa là 6 là nút đèn. Thì bấm vào cái nút giữa này thì nó sẽ bật đèn, vặn vặn vòng này này. Nó sẽ tăng cái cường độ đèn này, giảm cường độ đèn này, thấy chưa? Bấm giữ vào đây để mà tắt. Rồi anh em sẽ nhìn thấy 4 cái icon ở chỗ này. Icon ở trên này là icon độ phân giải này, pixel độ phân giải này, ấn nút lên trên này. Ấn nè, thấy chưa, có độ phân giải. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái vòng vặn chỗ này để mình lựa chọn, ví dụ như ở đây 1080, xong mình ấn nút giữa rồi lựa chọn, thấy chưa, 4K lựa chọn, thấy chưa. Xong thì ấn thêm nút phía trên là nó tắt, hoặc là đang bấm thì mình chọn vào menu thì nó cũng cancel ra luôn. Ở dưới này là cái biểu tượng playback này, bấm vào nút bên dưới này, bấm vào nút bên dưới, thấy chưa, playback những cái video mà mình vừa quay. Nhấn vào nút giữa để play, đó, ấn vào menu để thoát ra. Còn cái joystick thì tất nhiên là để gạt qua gạt lại, gạt lên gạt xuống để mà điều chỉnh gimbal rồi. Nè, gạt lên nè, gimbal nó sẽ đi lên, gạt xuống, gạt qua trái, gạt qua phải. Rồi, và còn một cái nút nữa, đấy là cái phần trigger ở chỗ này. Thì anh em sẽ thấy là khi mà mình bấm 2 lần, thì nó sẽ reset về cái vị trí
mặc định. Còn ấn một lần thì nó sẽ lựa chọn cái đối tượng để mà tracking. Tracking. Anh em nhìn vào cái chỗ này nó có cái khung vuông này, thấy chưa? Thì cái khung vuông này chính là cái khung mà mình bấm vào cái nút này nó sẽ chọn tracking. Ví dụ như anh em sẽ thấy đây là cái màn hình. Mình bấm vào đây một cái sẽ chọn cái màn hình đó để nó tracking, thì mình cầm gimbal thì mình đi đâu thì nó cũng sẽ follow theo cái màn hình, không cần phải nhìn theo cái gimbal, nó sẽ tự động bám theo. Thì cái này thì anh em có thể bám theo một người, một vật hay một cái gì đấy, nhưng yêu cầu là nó phải rõ ràng về mặt thị giác một chút xíu. Chứ ví dụ như anh em mặc áo xanh mà đứng ở trong một cái rừng màu xanh thì nó sẽ tracking không được, và bấm một lần nữa thì nó sẽ hủy track. Đấy. Ở trong cái ứng dụng ZI Kami này thì nó cũng có một số thứ khá là hay ho, ví dụ như là cái ZI cần cái này là gesture là cái giơ tay lên để nó tự động. Đấy, nó sẽ tự động kích hoạt quay phim và nó sẽ tracking theo cái gương mặt của mình luôn. Tại vì giơ tay thì thông thường là chúng ta sẽ là quay vlog hay gì đó bản thân, đúng không? Đấy, nhưng mà mình không biết cách top, nó chỉ là bắt đầu quay thì được, còn top thì vẫn phải bấm vào đây. Đó. Ngoài ra thì còn có cái làm đẹp á, cái filter á để mà làm đẹp, gọt mặt rồi các thứ đây nè, ở chỗ này nè, ví dụ như này, cầm này, slim đó, slim gọt. Gọt cầm. Uầy, rồi tới độ mịn của da này, cái rỗ này, mịn này, của da mịn quá trời mịn luôn. Độ sáng của da mặt nữa. Rồi mắt, mắt. Ui mắt to. Ui mắt to. Mà nhìn nó hơi dị chút xíu, nhưng mà một số người thì ví dụ như bên phái nữ thì họ sẽ thấy cái kiểu này nó sẽ đẹp nha. Da sáng này. Đấy, ok, các bạn là vậy. Đấy. Ui. Tự nhiên cái hồi nãy mình nhìn mặt mình bình thường, xong tự nhiên mình nhìn qua cái filter, xong bây giờ mình quay lại mặt mình bình thường, mình lại thấy nó không bình thường nữa. Cái này đầu độc quá. Ok. Có một cái mình thấy khá là hay, đó là trong cái app này nó cho mình chọn được cái mic nữa. Chọn được cái mic này, mic external là qua cái cổng Lightning hoặc là cái mic Bluetooth, thì mình có thể sử dụng cái audio từ cái nguồn nào cho cái video của chúng ta luôn. Thì cái cải tiến đó mình thấy là chắc khá nhiều anh em cần. Cái app ZI Kami này thì chúng ta cũng có thể chỉnh được cái ISO, shutter với lại EV ở chỗ này thủ công để mà tùy chọn. Tuy nhiên nếu mà anh em muốn pro hơn ha, thì có thể vào trong menu xong rồi chọn cái General ở đâu nhỉ? Pro Mode này. Đó, click vào cái Pro Mode thì nó sẽ chuyển qua một cái ứng dụng. Ứng dụng này anh em phải download nha. Ứng dụng nó tên là StarCam. Đó, với cái ứng dụng này thì mình thấy nó làm khá là xịn luôn. Nó tương tự với lại cái ứng dụng Filmic Pro mà chút xíu mình sẽ nói. Thì chúng ta sẽ có được những cái đường lưới hay là những cái loop, kể cả những cái phone color chúng ta có thể tải. Ở đây nó có A-Lock, B-Lock, C-Lock của Canon, nhìn giống phết đấy. Tất nhiên là cái này mình cũng không biết là nó có lock thật hay không. Mình thấy là cái dynamic range của nó tăng thiệt nha anh em. Ví dụ như mình chuyển qua cái S-Lock nè. S-Lock nè, anh em sẽ thấy cái vùng sáng ở trên phía trên này là nó lấy lại được cái vùng sáng luôn. Cho nên khả năng là cái S-Lock này nó là lock thật đấy, nên phần mềm này xịn phết đấy. Và để kích hoạt đầy đủ cái chức năng của trong mấy cái phần mềm này á, thì anh em cần phải có cái thẻ thành viên premium. Khi mà mua con gimbal này nè, thì trong cái hộp nó sẽ có một cái thẻ thành viên sử dụng trong 1 năm, sau hết 1 năm thì lại trả phí, cũng hơi hút máu. Nhưng mà những cái chức năng này thì mình thấy là khá là xịn luôn, nên là thôi thì mình cứ dùng 1 năm đi rồi tính sau, lúc đấy có khi là bán cho người khác, đúng không? Cái StarCam này nó còn chọn được cả bitrate nữa anh em. Anh em vào phần setting nhá, setting rồi chọn vào phần phim này ở chỗ dưới này đó, chúng ta sẽ chọn được cái bitrate nữa, rồi cái coding là H265 hay H264 này, bitrate cao hay là thấp chúng ta lựa chọn được luôn. Đó, filming cao down để mà đếm có mấy giây rồi mới quay phim á. Thì mình thấy cái chức năng của bên này thì rõ ràng là nó chuyên nghiệp hơn hẳn so với lại bên thằng ZI Kami. Tuy nhiên là nếu như anh em mà thực sự cần có chất lượng xịn hơn nữa thì anh em xem cái app Filmic Pro. Filmic Pro là một cái app trả phí và nó phát triển những cái chức năng quay được những cái video có chất lượng, những cái setting thông số, quay được những thứ mà chúng ta muốn gần giống như là máy ảnh ha. Thì năm nay Filmic Pro nó đã chuyển cái chế độ mua qua cái chế độ trả hàng tháng rồi. Hồi xưa thì khi mình dùng cái Filmic 6 á, là chúng ta có thể trả một lần vĩnh viễn, thì chi phí nó có đắt đỏ hơn nhưng mà mình thấy nó cũng xịn hơn thật. Anh em tải lại cái Filmic 6 tên là Filmic Legacy, là nó chính là phiên bản Filmic 6, và mình có thể kích hoạt lại theo cái tài khoản mà mình đã trả phí vĩnh viễn đợt trước á, nên là vẫn dùng được Filmic 6 bình thường ha. Và cái gimbal này cũng có thể điều khiển một số cái chức năng ở trong cái Filmic, ví dụ như là đầu tiên là chúng ta phải kết nối đó nha, để cái app này nó nhận cái gimbal cái đã, vào phần setting, xong vào phần device. Đó, xong rồi chọn đến cái mình bấm nhầm rồi. Hardware. Rồi, Zhiyun Smooth Q3, Q4 rồi 4, 5 này thấy không? Rồi mình bấm vào đây, chọn cái
smooth rồi, đã kết nối rồi. Thì lúc này mình có thể zoom được. Chỗ này thì nó focus ha, cái vòng này hiện tại thì chúng ta có thể dùng để focus. Thì mình thấy cái vòng vặn này nè, nếu mà anh em sử dụng để zoom á thì đa phần sẽ là anh em kiểu nghiệp dư thôi. Còn anh em nào mà muốn quay kiểu nó chuyên nghiệp hơn, pro hơn, kiểm soát được cái trường nét, cái chuyển động nét á, thì anh em sẽ dùng cái này để cho cái động tác là full focus. Thì trong cái phần mềm Filmic Pro này chúng ta full focus được, chúng ta có thể kéo focus. Đó, nhìn rất là xịn luôn ha. Và các cái nút bấm ở chỗ này nè thì chúng ta vẫn có thể sử dụng trong Filmic Pro. Đây mình bấm thử nha. Bấm lên này để mà khóa EV và khóa cái focus luôn. Bấm xuống này thì để xem cái những cái video mà mình đã quay, cái gallery á. Còn cái nút qua trái qua phải thì mình thấy nó đang bị đơ đơ, mình chưa hiểu lắm, nhưng menu thì nó cũng hoạt động này. Đó, vòng xoay này thì nó không hoạt động ở bên này, nhưng mà nó sử dụng được một số cái chức năng. Bấm vào function thì nó sẽ quay lại camera trước sau. Thấy chưa? Bấm chuyển camera selfie, bấm chuyển camera sau. Còn với cái mod sử dụng những cái chế độ khóa chụp gimbal thì chắc là mình sẽ không nói thêm, tại vì là nó có 6 cái chế độ gimbal cơ bản. Ví dụ như là pan follow thì có nghĩa là theo chiều ngang nhưng mà chiều dọc thì khóa. Nó còn bấm thêm một cái nó qua cái chế độ L thì nó khóa cả ngang nó dọc luôn nè. Thấy không? Nó đứng yên, xoay nó cũng đứng yên luôn, camera nó sẽ khóa. Còn cái chức năng follow là nó follow cả ngang và cả dọc luôn. Nè, ngang nè, cũng xoay luôn, dọc nè, cũng xoay luôn. Thấy chưa? POV thì là nghiêng nữa, nó có thêm cái nghiêng nữa, ngang dọc nghiêng. Còn cái chế độ V là cái chế độ vortex. À, tháo này ra cho đỡ nặng. Để mà chúng ta xoay camera á, hơi chậm một tí. Xoay nè. Xoay để làm những cái cú máy quay xoắn ảo diệu nhức đầu. Có một cái mod nữa, đấy là khi mà anh em bóp cái nút trigger, bóp cứng thì nó sẽ là một cái mod follow nhanh. Ví dụ bình thường nha, anh em thấy không? Nó có một cái độ delay. Vặn qua nè, delay, vặn qua nè, delay. Nhưng mà khi mà bóp cái nút này nè thì nó sẽ nhanh hơn. Vụt qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Đó, em thấy khác biệt không? Thì đó là những cái cơ bản. Ok, anh em còn thắc mắc gì về con gimbal Yinyun Smooth 5S này hay không? Cái bản Smooth 5 thì nó không có đèn, còn cái bản Smooth 5S thì nó cập nhật thêm đèn. Đó, chỉ khác nhau như vậy thôi. Nhưng riêng cái bản có đèn thôi là mình đã thấy nó làm cho mọi thứ tiện hơn rất là nhiều rồi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.